Xin chào tất cả các bạn sĩ tử 2K4 Và thầy Đức Anh rất vui vì ngày hôm nay lại tiếp tục được đồng hành cùng các bạn uh, Trong những video để ôn thi môn văn cho các bạn Chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2022 Và chặng đường đua nước rút của chúng ta đang ở những cái giây phút rất là căng thẳng đúng không nào Và thầy biết rằng là tất cả các bạn ở thời điểm này có rất nhiều sự lo lắng cho cái phần nghị luận văn học thì ở những chuyên đề ngày hôm trước thầy đã hướng dẫn các bạn về nghị luận xã hội thầy cũng đã hướng dẫn các bạn về cái cách để chúng ta làm một cái bài thi đọc hiểu thì ngày hôm nay ở cái trạm văn thực chiến ngày hôm nay thì thầy muốn à, hướng dẫn các bạn giải một cái đề mẫu cho một cái đề nghị luận văn học các bạn nhé vậy thì trong cái trạm văn thực chiến ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào giải một cái đề mẫu về hình tượng con sông đà và các bạn có thể theo dõi thật kỹ vào trong màn hình lấy sổ tay của mình ra sổ tay văn học cùng với nhật ký văn học của các bạn ra để ghi lại những cái uh, chia sẻ của thầy ngày hôm nay vì thầy tin rằng nó sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều trong cái quá trình mà các bạn uh, giải một cái đề nghị luận văn học một trong những cái phần mà đa phần sĩ tử của các bạn lo lắng nhất và thầy đang ở đây để đồng hành cùng với tất cả các bạn giải tỏa hết tất cả những lo lắng đó và nếu như các bạn đang cảm thấy lo lắng thì hãy ra một tín hiệu SOS thầy Đức Anh sẽ giải cứu các bạn ngay. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào cái đề mà ngày hôm nay thầy đưa ra cho tất cả các bạn nhé. Ở phần nghị luận văn học ngày hôm nay thì thầy đưa ra cho các bạn như sau. Hãy cảm nhận à, về cái vẻ đẹp của sông Đà trong hai đoạn văn sau. Đề rất là đơn giản đúng không các bạn nào? Fighting fighting. Giúp bạn tự tin. Thì tốt. Yeah, yeah. giúp bạn tự tin thì tốt yeah yeah thiên long cùng bạn tự tin thi tốt thì thầy đưa ra cho các bạn hai cái đoạn văn đoạn văn số 1 hùng vĩ của sông đà không phải chỉ có thác đá mà nó còn là những cảnh đá bờ sông dựng vách thành mặt sông chỗ ấy chỉ lúc đúng ngọ mới có mặt trời có vách đá thành chẹt lòng sông đà như một cái yết hầu đứng bên này bờ chỉ cần nhẹ tay ném hòn đá là qua đến bên kia vách có quãng con nai con hổ đã có lần vọt từ bờ này sang bờ kia một cách rất là dễ dàng ngồi trong khoang đò qua quãng ấy đang mùa hè mà cũng cảm thấy lạnh cảm thấy mình như đang đứng ở hè một cái ngõ mà ngóng vọng lên một cái khung cửa sổ nào trên cái tầng nhà thứ mấy nào vừa tắt phụt đèn điện đó là đoạn văn số một và đoạn văn số 2 Con sông đà tuôn dài tuôn dài như một áng tóc trữ tình Mà đầu tóc chân tóc ẩn hiện trong mây trời Tây Bắc Bung nở hoa ban hoa gạo tháng 2 Và cuồn cuộn mù khói núi mèo đốt nương xuân Tôi đã nhìn say xưa làn mây mùa xuân bay trên sông đà Tôi đã xuyên qua đám mây mùa thu mà nhìn xuống dòng nước sông đà Mùa xuân dòng xanh ngọc bích chứ nước sông đà không xanh màu xanh canh hến của sông gâm sông lô mùa thu nước sông đà lừ lừ chín đỏ như da mặt một người bầm đi vì rượu bữa lừ lừ cái màu đỏ giận dữ ở một người bất mãn bực bội gì mỗi độ thu về Trích người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân, Ngữ văn lớp 12, tập 1, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Vậy thì nếu mà đề của thầy yêu cầu là các bạn hãy cảm nhận sâu sắc về vẻ đẹp độc đáo của sông Đà trong hai đoạn văn trên thì các bạn nhớ cho thầy đối với một cái bài nghị luận văn học á thì thầy muốn các bạn lưu ý như thế này. Một bài nghị luận văn học của tất cả các bạn khi các bạn viết bài thì các bạn sẽ có khoảng thời gian là 70 cho đến 80 phút nếu như các bạn đã xử lý tốt ở phần nghị luận xã hội và phần đọc hiểu trong khoảng thời gian đúng như yêu cầu, đọc hiểu là 15 phút, nghị luận xã hội là khoảng 25 phút. Vậy thì các bạn sẽ còn khoảng 80 phút cho một bài nghị luận văn học. Thời gian như vậy là vừa đẹp nếu như các bạn xử lý đề tốt và các bạn làm được nhanh viết tốc độ và đặc biệt là xác định luận điểm nhanh chóng thì tất cả các bạn sẽ có thể xử lý một cái đề nghị luận văn học trong khoảng thời gian 80 phút là vừa đẹp. Tuy nhiên cũng có sẽ có những cái bạn mà các bạn đã xử lý hai phần phía trên chưa tốt thì đến phần này các bạn sẽ phải viết nhanh hơn bởi vì nếu chúng ta đã mất nhiều thời gian ở phần đọc hiểu phần nghị luận xã hội thì phần nghị luận văn học của tất cả các bạn sẽ không còn nhiều thời gian nữa. Do đó ở phần này thầy nghĩ là cái độ dài thời gian ấy cái thời lượng để cho các bạn làm một cái đề như thế này với thầy thì khoảng độ thời gian là 70 cho đến 80 phút là vừa đẹp vậy thì chúng ta hãy thử xem xem là ở đây để yêu cầu chúng ta xác định cái gì để yêu cầu tất cả các bạn xác định đó là cái vẻ đẹp độc đáo của sông đà trong hai đoạn văn cái vẻ đẹp độc đáo của sông đà trong hai đoạn văn và khi các bạn xác định cái vẻ đẹp độc đáo của sông đà thì cái phần xác định đúng vấn đề cần nghị luận của các bạn phải đưa vào trong mở bài của các bạn cho thầy à, phải đưa vào trong mở bài của các bạn cho thầy và khi các bạn xác định một cái mở bài thì thầy nghĩ là các bạn viết gì đi chăng nữa thì cũng phải gọi được tên của tác giả này gọi được tên của tác phẩm này và gọi được cái vấn đề nghị luận ở trong cái đề bài của các bạn ra cho thầy đó là ba yêu cầu bắt buộc và các bạn muốn viết hay, muốn đốn tim giám khảo thì các bạn có thể xem lại một cái video mà thầy đã từng hướng dẫn các bạn. Đó là cách viết mở bài đốn tim giám khảo ở cái um, ở cái chuyên đề số 1 mà thầy đã giới thiệu với tất cả các bạn rồi. Nên bạn nào mà ngày hôm nay chưa coi cái đó thì các bạn sẽ coi lại cho thầy cái video số 1 đó giúp thầy nhé. Thì ở cái phần này tí nữa thầy sẽ có một cái mở bài giới thiệu với tất cả các bạn, một mở bài viết mẫu. Sau đó thì chúng ta sẽ đi sang phần thân bài sẽ có một cái lý do mà các bạn thường quên quên rất nhiều luôn đó chính là các bạn viết bài các bạn không có giới thiệu về tác giả ở phần thân bài các bạn không có giới thiệu về tác phẩm ở phần hoàn cảnh sáng tác xuất xứ chủ đề và vị trí của đoạn văn thì cái phần này các bạn sẽ thấy là các bạn đa phần các bạn là bị mắc lỗi ở phần này, tức là đoạn đầu tiên của phần thân bài, các bạn vui lòng sẽ giới thiệu về tác giả cho thầy nào, sau đó giới thiệu về tác phẩm cho thầy nào. Sau đó thì các bạn mới đi vào cảm nhận về cái nội dung của cái đoạn văn mà người ta ra. Thì đầu tiên ấy là thầy muốn các bạn giới thiệu về nhà văn Nguyễn Tuân. Ví dụ như là các bạn có thể xác định một vài câu thì thường ấy, đi thi thì các bạn chỉ cần giới thiệu cho thầy ba ý về tác giả nguyễn tuân là các bạn đã có điểm rồi nhưng mà để cái bài của mình nó bật lên so với những bài khác thì các bạn phải giới thiệu những cái điều hay về tác giả nguyễn tuân chứ không phải những điều bình thường ví dụ như là năm sinh năm mất quê quán là những điều bình thường đó còn nếu mà các bạn giới thiệu những điều hay về nguyễn tuân ví dụ như là nguyễn tuân được mệnh danh là bậc thầy của nghệ thuật ngôn từ tiếng việt đấy là người mà được ví là cây độc huyền cầm của văn học việt nam đấy cây độc huyền cầm của văn học Việt Nam với một cái tôi rất là độc đáo đã được đóng một cái dấu chuyện riêng lên thể loại tùy bút đấy rồi ví dụ như là bạn có thể uh, giới thiệu thêm ví dụ như là nhắc đến Nguyễn Tuân là nhắc nhớ đến một vùng trời xôn xao những thanh âm ngôn ngữ hay là vân vân những cái cụm từ mà các bạn có thể thấy cảm thấy là nó hay và nó đặc biệt hơn so với những bạn thí sinh khác các bạn sẽ đưa vô để giới thiệu về tác giả mà thầy khuyên là các bạn nên nói những điều về Phong cách của nhà văn Đó thì các bạn sẽ thấy là Cái bài của mình nó sẽ hay hơn Giới thiệu về tác phẩm thì ở đây là Tùy bút người lái đò sông đà Thì hoàn cảnh sáng tác thì các bạn nhớ cho thầy là Nó được uh, sáng tác từ Một cái chuyến đi thực tế của nhà văn Nguyễn Tuân Lên Tây Bắc để Thay đổi thực đơn cho cảm giác Và để uh, đi tìm thứ vàng 10 Của màu sắc thiên nhiên sông núi Tây Bắc Và cũng tìm thứ vàng 10 Đã qua thử lửa trong tâm hồn con người Tây Bắc Và ông đã tìm thấy sông đà và tập tùy bút sông Đà đã ra đời và xuất bản năm 1960. Còn về xuất xứ đấy thì các bạn nhớ là nó in trong tập tùy bút sông Đà và cái bài tùy bút người lái đò sông Đà này nó ra đời vào cái thời điểm mà cả nước rộn ràng lên đường theo tiếng gọi của Tây Bắc và nó nằm ở vị trí cuối cùng trong tập tùy bút người lái đò sông Đà và chủ đề là nó thể hiện cái tình yêu quê hương đất nước. Đấy, tình yêu quê hương đất nước và ca ngợi người lao động. À, người lao động mới thời đại đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội và vị trí của cái đoạn văn này đấy là hai đoạn văn à, nó nằm ở đầu của tác phẩm trong sách giáo khoa và nó à, khắc họa hai cái vẻ đẹp đối lập của sông Đà đấy thì các bạn có thể giới thiệu như vậy những cái phần đầu tiên nhưng mà sẽ rất là nhiều bạn là không giới thiệu như thế và nếu như bạn nào tốt hơn nữa thì các bạn có thể giới thiệu về sông Đà thêm một vài câu Sông Đà được coi là con sông mà nó là đứa con ngỗ ngược của bà mẹ thiên nhiên Tây Bắc Khi mà nó chảy qua một cái vùng núi cao Nó xuất xứ ở huyện Cảnh Đông, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc à, Đi qua một vùng núi ác đến nửa đường thì mới xin nhập quốc tịch Việt Nam Và tổng chiều dài của nó là 883 km Và nó có rất là nhiều gành thác Đường lên mường lễ bao xa bảy cái thác, ba cái gành Rất là nhiều gành thác Đấy, và nó được coi là... À, một trận đồ tự nhiên hùng vĩ của vùng núi cao tây bắc mà tạo hóa đã ban tặng cho vùng đất này vân vân đấy nó cũng được coi là dòng sông ánh sáng bởi vì ở đây người ta đã xây dựng một cái thủy điện đó là thủy điện sông Đà thủy điện Hòa Bình Đó đang hàng ngày cháy xanh hàng triệu kilowatt giờ điện vân vân thì các bạn có thể giới thiệu như vậy đấy sau đó thì chúng ta sẽ xác định với nhau cái luận điểm à, chúng ta sẽ xác định với nhau cái luận điểm thì ở đây nó sẽ có cái luận điểm đó là cảm nhận về cái đoạn văn số 1 thì cái luận điểm đó là vẻ đẹp hùng vĩ và hung bạo của sông Đà Đó là cái vẻ đẹp hùng vĩ và hung bạo của sông Đà Thì các bạn sẽ cảm nhận về cái luận điểm đấy Sau đó thì các bạn sẽ chèn cho thầy một cái lý luận gì đó chẳng hạn Một cái câu lý luận về văn chương nào đó Sau khi các phân tích xong để bài của chúng ta trở nên ấn tượng hơn về giám khảo Đấy, hay là À, các bạn à, có thể chèn bất kỳ một cái câu lý luận nào mà nó phù hợp với cái đoạn văn mà các bạn vừa mới phân tích ấy. Thì các bạn sẽ có thể trả lời, sẽ có thể có được một cái đoạn văn quản nhận nội dung này. Sẽ có một cái lỗi chung mà tất cả các bạn thường mắc phải các bạn nha. à, Có một cái lỗi chung mà các bạn thường mắc phải. Mà cái lỗi này đó chính là các bạn viết bài không có luận điểm. À, cứ dàn trải từ đầu đến cuối và không chia tách ý, không chia tách luận điểm ra thì nó rất là khó chịu. Thì ở cái luận điểm số 1 các bạn sẽ nhớ cho thầy đó là vẻ đẹp hung bạo hùng vĩ của sông Đà và nó thể hiện ở đâu các bạn? Nó thể hiện ở cái cảnh đá bờ sông. Đó nó thể hiện ở cái cảnh đá bờ sông. Đấy, thì tí nữa thầy sẽ viết mẫu cho các bạn cái đoạn này. Ở cái đoạn cái luận điểm số 2 thì đó là vẻ đẹp thơ mộng trữ tình của sông Đà. Cái vẻ đẹp thơ mộng trữ tình của sông Đà thì nó sẽ thể hiện qua hai ý. Một, đó là cái um, cái gì các bạn nhớ không? Đó là cái dáng vẻ của con sông Đấy, sau các bạn, sau khi phân tích cái dáng vẻ của con sông xong rồi, các bạn cũng sẽ chèn cho thầy một cái câu lý luận nào đó để cho cái bài của chúng ta ấn tượng hơn với giám khảo. À, một cái câu lý luận văn học nào đó mà các bạn biết những cái câu lý luận văn học đó thì mình lấy ở đâu không? Đó là ở cái chuyên đề phía trước thầy đã hướng dẫn tất cả các bạn, đó là nhận định siêu hay học ngay kẻo lỡ. Bạn nào mà chưa xem cái video đấy thì các bạn có thể xem lại cái video, video đó dùng cho thầy. Còn ở cái ý thứ hai mà nó thể hiện cái vẻ đẹp thơ mộng trữ tình của sông Đà thì đấy chính là cái đoạn miêu tả sắc nước của con sông thay đổi theo mùa. Thì các bạn thấy là sau khi chúng ta phân tích cái sắc nước của con sông thay đổi theo mùa thì chúng ta sẽ chèn cho thầy một lý luận, cũng là một cái câu lý luận nào đó phù hợp mà các bạn cảm thấy phù hợp thì các bạn nên học nhiều những câu lý luận đó để gây ấn tượng hơn với giám khảo. Sau đó thì chúng ta kết thúc cái phần luận điểm về nội dung Thì chúng ta sẽ đi đến một cái phần nhận xét về nghệ thuật à, Chúng ta cũng sẽ dẫn một cái câu lý luận nào đó Sau chúng ta sẽ nói một vài yếu tố về nghệ thuật của tác phẩm này Đấy là về cái giàn ý mà thầy trò mình uh, sẽ khai thác Và nếu được thì ở phần cuối các bạn có thể liên hệ thêm với một tác phẩm nào đó Cùng đề tài viết ngắn gọn cho thầy khoảng là 3 đến 5 dòng gì đấy thôi Để cái bài của chúng ta nó ấn tượng hơn và sau đó thì chúng ta sẽ đi đến một cái phần kết bài để có được một cái kết bài ấn tượng. Với giám khảo thì thầy cũng đã có một cái video hướng dẫn các bạn về cách viết kết bài. Thế thì các bạn nếu chưa xem thì có thể mở lại để các bạn xem. Đấy là về dàn ý ha các bạn ha. Vậy thì hãy xem xem là với cái dàn ý như vậy thì thầy sẽ xử lý như thế nào trong cái bài của tất cả các bạn. Lẽ dĩ nhiên là thang điểm của tất cả các bạn sẽ vẫn có điểm cho sự sáng tạo. Một cái bài văn viết hay, diễn đạt trong sáng, uh, có cảm xúc và ý tứ đầy đủ thì sẽ được 0,25 điểm cái điểm sáng tạo này và cái phần chính tả dùng từ đặt câu đó là các bạn đảm bảo quy tắc à, sai một hai lỗi thì có thể giám khảo sẽ du di nhưng mà sai quá ba lỗi thì có thể sẽ bị mất cái điểm 0,25 này cho nên các bạn cũng chú ý về cách dùng từ đặt câu hãy dùng những cái từ ngữ mà các bạn thực sự hiểu nghĩa của nó và các bạn thấy nó đúng thì hãy dùng còn cái nào mà mình còn cảm thấy nghi ngờ mơ hồ thì mình không nên dùng những cái từ như vậy à, thì nó sẽ tránh đi được Vậy thì bây giờ thầy trò mình sẽ cùng xem là thầy Đức Anh sẽ xử lý cái đề này như thế nào nếu mà thầy Đức Anh sẽ viết nó lên giấy thi nhá. Thì đầu tiên đấy các bạn sẽ tham khảo cái bài viết mẫu sau đây của thầy. Không? Thầy có một cái mở bài như thế này. Thầy tin là cái mở bài này sẽ đốn tin được giám khảo, đúng không? Những cái mở bài xịn sò mà giám khảo đọc là thích này các bạn này. Thì thầy sẽ mở đầu như sau. À, trong bài thơ vang bóng trích từ tập thơ thương nhớ tài hoa nhà thơ nguyễn vũ tiềm đã dành những lời thơ đẹp để ca ngợi nhà văn ấy và dòng sông ấy như sau lại hình dung một thế kỷ không xa thủy điện nuốt tươi sức phóng túng sông đà đà đã gửi thần linh vào tùy bút văn như thuyền độc mộc thác thăng hoa người yêu văn mệnh danh nhà văn ấy là cây độc huyền cầm của văn học việt nam là chuyên viên cao cấp của tiếng việt ông cũng chính là người thợ kim hoàn của chữ là người đã đóng dấu cái tôi độc tấu một cái tôi vừa tài hoa vừa uyên bác của mình lên thể loại tùy bút nhắc nhớ đến ông là nhắc nhớ đến một vùng trời xôn xao những thanh âm ngôn ngữ và bậc thầy của nghệ thuật ngôn từ ấy chính là nhà văn nguyễn tuân người đã mang đến những trang hoa về dòng sông ánh sáng chính là tùy bút người lái đò sông đà để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người đọc là hai vẻ đẹp đối lập của sông đà vừa hung bạo vừa thơ mộng trữ tình thì đấy các bạn nhớ gắn cái phần đề bài vào trong phần cuối của cái mở bài này nữa là ok các bạn nhé thì chúng ta hoàn toàn có thể có được một cái mở bài hấp dẫn và đốn được tim giám khảo nếu các bạn không thích cái mở bài đấy thì các bạn có thể dùng cái mở bài thứ hai thì hướng dẫn các bạn đây sách cũ trăm lần xem chẳng chán thuộc lòng ngẫm kỹ một mình hay Kiến trúc có thể coi là vũ khúc của đá, vũ đạo là âm nhạc của cơ thể, âm nhạc là kiến trúc của âm thanh, hội họa là khúc biến tấu của màu sắc, một tác phẩm văn chương thì được coi là một công trình nghệ thuật độc đáo của cảm xúc và ngôn từ. Còn nhà văn theo cách nói của Nguyễn Ngọc Tư trong Sỏi đá buồn tinh là người vẫn còn mang vết thương đã lại đi chữa lành vết thương cho người khác. Và có một bàn yến tiệc của cảm xúc và ngôn từ rất thịnh soạn đầy đủ các dư vị được nhà văn nguyễn tuân người đã đóng một dấu chuyện riêng của cái tôi độc đáo lên thể loại tùy bút dọn sẵn trên trang sách chờ người đọc thưởng thức với tất cả say mê đó là tuyệt bút người lái đò sông đà để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người đọc là hình tượng sông đà với hai vẻ đẹp đối lập hùng vĩ và thơ mộng Đấy là cái phần mở bài của tất cả các bạn Mà thầy tin là ở cái phần mở bài này các bạn viết như thế thì đã đốn được tim của giám khảo rồi Là một trong những trường đại học ngoài công lập tốt nhất tại Việt Nam Trải qua hơn 23 năm thành lập, trường đại học Nguyễn Tất Thành tự hào mang đến cho người học những chương trình giảng dạy chất lượng được cộng đồng trong nước và quốc tế đánh giá cao với 14 lĩnh vực đào tạo đa ngành đa bậc học. Với triết lý đào tạo, thực học, thực hành, thực danh, thực nghiệm nhà trường luôn liên tục cập nhật và nâng cấp trang thiết bị hiện đại nhằm tăng cường trải nghiệm đối với người học. Chất lượng đào tạo trường đại học Nguyễn Tất Thành được các tổ chức kiểm định trong nước và quốc tế công nhận, đơn cử 4 sao của tổ chức US Star Anh Quốc, 4 chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định AUNQA, 3 chương trình đào tạo đạt chuẩn theo thông tư 04 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, xếp hạng 4 sao theo hệ thống đối sánh giáo dục đại học UPM. Trong năm học 2022-2023, Đại học Nguyễn Tất Thành dự kiến tiến hành xét tuyển đại học chính quy theo 4 phương thức sau. Phương thức 1, xét kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Phương thức 2, xét tuyển học bạ trung học phổ thông đạt một trong các tiêu chí. Xét tổng điểm trung bình một học kỳ lớp 10, 11, 12 từ 18 điểm trở lên. Tổng điểm trung bình 5 học kỳ từ 30 điểm trở lên. Điểm tổ hợp các môn xét tuyển lớp 12 đạt từ 18 điểm trở lên điểm trung bình cả năm lớp 12 đạt từ 6.0 trở lên. Phương thức 3, xét kết quả bài thi kiểm tra đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Hà Nội. Phương thức 4, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo dạng cử tuyển. liên với điều kiện xét tuyển các ngành sức khỏe áp dụng theo quy định về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website ntt.edu.vn hoặc liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 1900 2039. Đại học Nguyễn Tức Thành đoàn kết hội nhập năng động trí tuệ trách nhiệm. Thì ở cái phần thân bài này các bạn lưu ý cho thầy là à, chúng ta sẽ phải chèn một cái lý luận gì đó sau đó chúng ta sẽ viết cái đoạn khái quát giới thiệu về tác giả tác phẩm này và coi thầy được anh xử lý này. Ngôn từ là tinh hoa quý giá nhất của người viết văn. Người viết văn cũng như người làm vườn vậy muốn vườn hoa ngôn ngữ của mình nở ra những bông hoa đẹp nhất thì phải bỏ ra thật nhiều tâm huyết, phải trải qua những cơn địa chấn của tâm hồn mới có thể tạo ra được những vang ngân tựa như những bước sóng đến gõ cửa tâm hồn người đọc. Và để có thể tạo ra một thiên tùy bút xuất sắc như người lái đò sông Đà thì người thợ kim hoàn của chữ Nguyễn Tuân cũng phải trải qua một quá trình lao động và sáng tạo nghệ thuật nghiêm túc như vậy. Bậc thầy của nghệ thuật ngôn từ đã có một chuyến đi thực tế lên vùng cao Tây Bắc vào năm 1958 để thay đổi thực đơn cho cảm giác và săn tìm vàng mười của màu sắc thiên nhiên sông núi Tây Bắc. Như một duyên mệnh, chuyến đi đến vùng đất xa xôi của Tổ quốc ấy đã cho Nguyễn Tuân gặp gỡ sông Đà để rồi thu hoạch được một thành quả nghệ thuật đẹp đẽ và lóng lánh, đó là tùy bút sông Đà xuất bản năm 1960 là bài tùy bút nằm ở vị trí cuối cùng trong tập Tùy bút Sông Đà. Người lái đò sông Đà đã trở thành bài tùy bút hay nhất và nó là tác phẩm được viết ngay trong những ngày cả nước rộn ràng lên đường theo tiếng gọi của Tây Bắc. Hai đoạn văn trong đề thi khắc họa hai vẻ đẹp đối lập của con sông ấy, vừa hùng vĩ vừa thơ mộng. Con sông Đà được mệnh danh là dòng sông ánh sáng là một trận đồ tự nhiên của núi rừng. Khi quẫy sóng xôn xao trên trang tùy bút của Nguyễn Tuân, nó đã hiện ra như một loài thủy quái, nhưng cũng có lúc hiền dịu như một mỹ nhân của Tây Bắc. Các bạn thấy thầy xử lý cái đoạn khái quát nó như vậy. Sau khi các bạn viết cái đoạn khái quát giới thiệu về tác giả, về tác phẩm, về con sông đà, về vị trí của đoạn văn trong đề thi rồi, cái, cái, cái mà các bạn hay quên, thầy, thầy phải nhắc các bạn là các bạn đừng quên cái phần giới thiệu vị trí của đoạn văn trong đề thi. đó Thì sau đó các bạn mới bắt đầu đi vào cái luận điểm số 1 đó là vẻ đẹp hùng vĩ của sông đà thể hiện qua cảnh đá bờ sông và các bạn nên viết cái phần câu chủ đề à, nên viết cái phần câu chủ đề của tất cả các bạn ở đầu đoạn văn để cho giám khảo dễ tìm ý nhìn thấy đấy là thấy ý của các bạn dù giám khảo đọc lướt thì cũng vẫn sẽ thấy ý của các bạn ngay à, cho nên thầy viết này ngay từ những dòng tùy bút đầu tiên người đọc đã có thể chiêm ngưỡng cảnh đá bờ sông dựng vách thành bóp nghẹt sông đà theo một hình thế thắt cổ trai như một nhà quay phim lão luyện vừa cho người xem thấy được khung cảnh bao quát của sông đà thỉnh thoảng nguyễn tuân đã dừng lại cho khán giả những pha cận cảnh thật tiêu biểu về sự hung bạo của con sông này đấy là một cảnh thật hiếm thấy về đá bờ sông dựng vách thành Mặt sông chỗ ấy phải lúc đúng ngọ mới có mặt trời. Cách miêu tả đã tạo được một ấn tượng đập đậm nét về thế hiểm của vách đá dựng đứng với độ cao hun hút vô cùng. Có chỗ vách đá thành chẹt lòng sông Đà như một cái yết hầu. So sánh này chính xác, tinh tế, độc đáo, bất ngờ và mới lạ đã giúp cho người đọc cảm nhận được cảnh đá dựng đứng như đang cố bóp nghẹt con sông nguyễn tuân vẫn luôn biết cách chiêu đãi người đọc bằng những so sánh ấn tượng như một thứ đặc sản văn chương của riêng ông vì thế dòng chảy của con sông khi bị thu hẹp lại nó hẹp đến mức mà đứng bên này bờ nhẹ tay ném hòn đá là qua đến bên kia vách hẹp hơn nữa là chỉ cần một sải bước của loài thú rừng là đã có thể đo được bởi vì có quãng con nai con hổ đã có lần vọt từ bờ này sang bờ kia một cách rất là dễ dàng ấn tượng về độ cao thẳng đứng của vách đá bờ sông và dòng chảy nhỏ hẹp của nó càng được tô đậm thêm qua một chi tiết tiêu biểu qua lối liên tưởng bất ngờ thiên nhiên hoang sơ mà lại gần gũi với đời sống hiện đại của con người ngồi trong khoang đò qua quãng ấy đang mùa hè mà cũng cảm thấy lạnh và thấy như mình đang đứng ở một cái hè ngõ nào mà ngóng vọng lên ô cửa sổ tầng thứ mấy nào vừa tắt phụt đèn điện nhà văn đã kết hợp thị giác và cảm giác để tạo ra một so sánh mới mẻ thú vị và táo bạo người đọc bị chạm khắc vào trí nhớ về vách đá thành hiểm trở ở đây cùng với lưu tốc chảy xiết của dòng nước khi đi qua ít hầu đá này cái lạnh mà nhà văn nói đến ở đây không chỉ là cái lạnh của khí trời mà còn là cái lạnh của cảm xúc khi bắt đầu một cuộc hành trình hứa hẹn đầy gian nan và nguy hiểm sau khi các bạn phân tích xong nội dung, các bạn sẽ chèn cho tôi một cái câu lý luận nào đó bắt với vấn đề mà các bạn vừa phân tích. Thì ví dụ thầy có thể chèn như sau. Ai đó đã từng nói rằng hoa phong lữ ở lại giữa cuộc đời nhờ hương thơm của nó. Chim sơn tước ở lại giữa cuộc đời nhờ tiếng hót vút cao của nó giữa dàn đồng ca của núi rừng. Cũng như vậy, một tác phẩm văn học muốn neo đậu thật lâu trong tâm trí của người đọc thì phải mang trong nó một sứ mệnh riêng và sứ mệnh của người lái đò sông Đà là đánh thức cảm giác sợ hãi của người đọc khi chứng kiến một khung cảnh hùng vĩ, hung bạo của đá bờ sông. Nhưng cũng chính vì hung bạo như thế mà con sông đã ẩn chứa một thứ vàng mười mà Nguyễn Tuân muốn đi tìm. Đó chính là tiềm năng thủy điện vô bờ của dòng sông ánh sáng. Và các bạn chèn những cái câu lý luận như vậy thì sẽ gây ấn tượng với giám khảo hơn và chúng ta kết thúc được luận điểm số 1. Sau khi các bạn kết thúc được cái luận điểm số 1 rồi Thì hãy cùng thầy đi sang viết cái luận điểm số 2 Đó là vẻ đẹp thơ mộng của sông Đà thể hiện ở dáng vẻ Sau đó chúng ta mới nói về sắc nước sau Như vậy luận điểm số 2 thầy xác định cho các bạn là vẻ đẹp thơ mộng của sông Đà thể hiện qua dáng vẻ Và thầy viết như sau Như một trò dối lừa của mắt Sau một cú vặn mình của dòng sông Sông Đà đã hiện ra trái ngược hoàn toàn với vẻ đẹp thơ mộng đến vậy và như một mỹ nhân kiều diễm của Tây Bắc. Cô gái hiền dịu xuân sắc của Đại Ngàn đã khiến người đọc sao xuyến vô cùng. Nhà văn đã dành những trang viết thấm đẫm chất trữ tình để miêu tả vẻ đẹp dịu dàng của dòng sông ấy. Đây cũng là thời điểm mà câu chữ của Nguyễn Tuân lai láng chất thơ để ca ngợi vẻ đẹp của dòng sông bằng cái nhìn và tình cảm của một người tự nhận sông đà như một cố nhân như một tình nhân và như một mỹ nhân khi ca ngợi con sông đà gợi cảm câu văn của nguyễn tuân co duỗi hết sức êm ả nghe như một tiếng hát ngân nga hãy quên đi cái vẻ đẹp hung bạo của khúc sông thượng nguồn để chiêm ngưỡng dáng vẻ mềm mại duyên dáng dịu dàng thướt tha của sông đà bây giờ nếu ở trên máy bay nhìn xuống sông đà uốn lượn như một sợi dây thừng ngoằn ngoèo vắt qua núi đồi tây bắc nhưng dòng sông khi chảy từ trên núi cao xuống thì lại đẹp như một áng tóc của một thiếu nữ kiều diễm một giai nhân của núi rừng tây bắc con sông Đà tuôn dài tuôn dài như một áng tóc trữ tình mà đầu tóc chân tóc ẩn hiện trong mây trời tây bắc, bung nở hoa ban hoa gạo tháng 2 và cuồn cuộn mù khói núi mèo đốt nương xuân. Câu văn đậm chất thơ và chất họa như khiến người đọc chìm đắm trước vẻ đẹp của sông Đà, đến đây sông Đà đẹp một cách mơ màng tựa như mái tóc của một tiên nữ trong huyền thoại buông hững hờ từ cung trăng xuống dưới núi đồi Tây Bắc. Lại còn điểm xuyến ở trên đó mái tóc là những đóa hoa ban rừng. Câu chữ so sánh của Nguyễn Tuân duyên dáng và tình tứ siết bao, tài hoa và phong tình quá đỗi, giàu chất thơ và giàu giá trị tạo hình đến mức không ai nghĩ đó là văn xuôi nữa. Và con sông Đà chưa bao giờ đẹp hài hòa như vậy trong màu trời xanh, trong màu hoa gạo đỏ, trong màu hoa ban trắng tinh khôi hòa quyện với khói núi mèo huyền ảo tạo thành một bức tranh sơn mài đẹp ngỡ ngàng. Và hẳn rằng, đấy sau khi chúng ta phân tích xong thì chúng ta sẽ lại chèn cho thầy một cái câu lý luận nào đó. Hẳn rằng chúng ta đều biết rằng một tảng đá mà chắn ngang dòng sông sẽ có thể làm thay đổi dòng chảy của sông suối, một cơn gió tưởng như vô hình vẫn có thể làm bật gốc cổ thụ trăm năm. Và cũng như vậy, một tác phẩm văn học dù chỉ là những câu chữ trên một trang giấy mỏng manh cũng có thể làm thay đổi tâm hồn của người đọc. Nó gieo vào trong lòng ta những tình cảm chưa có và nó nuôi dưỡng những tình cảm đẹp mà ta sẵn có. Và tin rằng đoạn văn này của Nguyễn Tuân cũng thắp lên trong chúng ta tình yêu say đắm với vẻ đẹp thơ mộng của sông Đà. Đó các bạn thấy không? Thầy chèn lý luận sau đó thầy bắt vào cái vấn đề mà thầy vừa phân tích là sẽ ra một cái đoạn văn xuất sắc đúng không nào? Tiếp tục ha, chúng ta sẽ đi sang cái luận điểm số 3. Thì ở cái luận điểm số 3 là vẻ đẹp hụ à, vẻ đẹp à, thơ mộng của sông Đà qua sắc nước các bạn nha. Vẻ đẹp thơ mộng của sông Đà qua sắc nước thì thầy sẽ phân tích như sau. Đến sông Đà, người đọc còn bị ấn tượng bởi sắc nước của nó. Con sông đã thay áo theo mùa và mỗi mùa là một sắc áo riêng, mỗi mùa là một sắc áo riêng đã từng say lòng trước sắc nắng tháng 3 đường thi lấp lánh trên mặt nước sông Đà, hẳn rằng bạn sẽ không thể quên sắc xanh gợi cảm trong veo quý giá như ngọc bích khi xuân sang, mùa xuân dòng xanh ngọc bích chứ nước sông Đà không xanh màu xanh canh hến của sông Gâm sông Lô. Vậy mà khi sông Đà vào thu, nó thay áo mới, đó là cả cái, cái màu lừ lừ chín đỏ như da mặt người bầm đi vì rượu bữa, lừ lừ cái màu đỏ giận dữ ở một người bất mãn bực bội gì mỗi độ thu về. Vẫn là liên tưởng bất ngờ thú vị khiến người đọc thích thú vô cùng. Nguyễn Tuân lúc này đã trở thành một nhà họa sĩ với cách sử dụng những gam màu rất là đặc biệt mỗi lần độc giả đấy lại chèn một cái câu lý luận nữa sau khi phân tích xong cái nội dung mỗi lần độc giả lật mở một trang sách là một lần người du khách đó được đặt bước chân mình lên phi thuyền của nhà văn chọn cho mình một chỗ ngồi thích hợp để chiêm ngưỡng cuộc hành trình mà nhà văn đưa mình đi tới và cuộc hành trình ngày hôm nay chúng ta chạm đến mặt nước sông đà một con sông tây bắc được dẫn dắt bởi ngòi bút tài hoa của nhà luyện đan ngôn ngữ nguyễn tuân Đấy các bạn thấy không Chúng ta đã có thể kết thúc luận điểm về nội dung rồi Vậy thì chúng ta sẽ sang một cái luận điểm đánh giá về nghệ thuật Đừng bao giờ quên Thầy thấy là rất nhiều bạn quên cái phần này Vậy thầy xem thầy viết về nghệ thuật như thế này nhé Người ta thường nói Cuộc dâu bể mà chúng ta tìm thấy trong văn chương Chính là máu trong tim của người nghệ sĩ Viết thực tế là một quá trình chắt máu trên trang sách của người cầm bút Để có được một cái đoạn văn xuất sắc như thế này trong người lái đò sông Đà. Chắc chắn Nguyễn Tuân đã phải trải qua rất nhiều những chăn trở mới có thể chắt lọc được những câu chữ tinh xác và tài hoa đến như vậy. Nguyễn Tuân đã không còn để pha màu, chế bản, tạo hình, tôn vinh những mẫu đẹp cho đời hơn 20 năm nay rồi. Nhưng trên những trang viết chất chứa đầy học thuật, hội tụ đầy tinh hoa, thì phong độ của Nguyễn Tuân vẫn như núi đứng, tinh thần của Nguyễn Tuân vẫn như mây bay, thiên tùy bút với những ví von so sánh liên tưởng độc đáo bất ngờ và rất thú vị vốn được coi là đặc sản trong văn Nguyễn Tuân. Đoạn văn với những từ ngữ phong phú sống động, giàu hình ảnh và có sức gợi cảm cao, câu văn đa dạng nhiều tầng, giàu nhịp điệu, lúc thì hối hả, gân guốc, khi thì chậm rãi trữ tình và Nguyễn Tuân đã huy động cả một đội quân ngôn ngữ với nhiều tri thức của nhiều ngành nghệ thuật và khoa học khác nhau như lịch sử này, địa lý này, quân sự này, thể thao này, võ thuật này, văn hóa này, văn học này, rồi điện ảnh, rồi âm nhạc, rồi hội họa, rồi nghệ thuật điêu khắc để tạo nên tùy bút người lái đò sông Đà nói chung và đoạn tùy bút này nói riêng và hai đoạn tùy bút này nói riêng là các bạn đã có thể có một đoạn nghệ thuật rất là ấn tượng đấy thì sau khi các bạn kết thúc cái phần phân tích về nội dung và nghệ thuật của hai đoạn đấy xong rồi thì chúng ta sẽ đi đến phần kết bài đúng không chúng ta sẽ đi đến phần kết bài ở đây thầy có viết một cái kết bài như thế này hemingway từng nói đây là cái kết bài nếu bạn nào chưa biết cách viết thì xem lại cái mẫu mà thầy đã hướng dẫn các bạn ở chuyên đề trước chuyên đề hướng dẫn kết bài ấn tượng đối với giám khảo Hemingway từng nói tất cả các tác phẩm nghệ thuật đều có sự bất tử của riêng nó bởi vì đó là sản phẩm bền vững của lao động và trí tuệ con người. Rồi mai này, các tranh tượng có thể tiêu tan, các đền đài có thể sụp đổ, chỉ có những tác phẩm văn học chân chính mới có khả năng vượt qua được quy luật băng hoại của thời gian để tồn tại vĩnh viễn. May thay trong số những tác phẩm ấy thì chúng ta có người lái đò sông đà của nhà văn Nguyễn Tuân cảm ơn nhà văn nguyễn tuân vì đã cắm một cây xào sáng tạo vào mảnh đất màu mỡ của nghệ thuật để đưa tùy bút người lái đò sông đà một tác phẩm của lòng nhân của đức tin của giá trị sống và của tình yêu quê hương đất nước về phía những con người chân thiện để chúng ta hiểu rằng có một con sông tây bắc vừa hùng vĩ vừa thơ mộng những trang sách suốt đời đi vẫn nhớ như những đám mây ngũ sắc ngủ trên đầu để kết thúc thì chúng ta nên chọn hai cái câu thơ để mà gây ấn tượng hơn đối với giám khảo thì chúng ta đã có một cái kết bài ấn tượng rồi. Nếu các bạn không thích kết bài đấy, các bạn có thể dùng kết bài này. Những kết bài chất như nước cất của thầy Đức Anh đọc giám khảo đọc là mê. Trước sự ra đi mãi mãi của một nhà văn, người ta nghĩ đến sự bất tử của một ngòi bút, như những ngôi sao băng đã kịp lóe rạng một lần trước khi lịm tắt bằng tác phẩm văn học, người nghệ sĩ chân chính đã để lại cho bạn đọc một lẽ sống cao cả của tâm hồn. Đời xa không ai còn thấy mặt nhà văn đâu nữa nhưng khi xem văn liền thấy lòng của họ quy luật của văn chương thì rất là nghiệt ngã nhưng chắc chắn vẫn sẽ có những nghệ sĩ đã được đền đáp xứng đáng với tài năng và tâm huyết của mình và sự đền đáp lớn lao nhất là khi tác phẩm của họ được sinh ra được tồn tại mãi mãi với cuộc đời và trong dòng chảy miên viễn của thời gian người lái đò sông đà của nguyễn tuân sẽ mãi đi cùng năm tháng vì nó nhắc cho ta nhớ có một con sông của tây bắc và có cả một người anh hùng lao động vững vàng trước sóng cả. Ngày mai, chiếc đập lớn nối liền hai khối núi, biển sẽ nằm bỡ ngỡ giữa cao nguyên, sông Đà gửi ánh sáng đi muôn ngả từ công trình thủy điện lớn đầu tiên. Đấy các bạn có thể kết thúc được cái đề như vậy và thầy tin rằng khi các bạn viết như thế này, giám khảo sẽ không tiếc tay để cho các bạn điểm tối đa vì viết như vậy là xuất sắc. Các bạn có thể tham khảo người lái đò sông Đà cũng là một trong những tác phẩm cần phải ôn kỹ năm nay cho nên ở trạm văn thực chiến này thầy đã cố tình lựa chọn một cái đề về người lái đò sông đà để cho tất cả các bạn cảm nhận và hy vọng rằng sẽ giải tỏa được những cái khó khăn của tất cả các bạn trong quá trình ôn thi và giúp ích cho tất cả các bạn biết cách viết làm sao cho nó hay hơn cho nó ấn tượng hơn và có thể ghi điểm cho giám khảo thì đấy là toàn bộ cái chuyên đề ngày hôm nay Thầy rất vui bởi vì các bạn đã cùng thầy theo dõi cho đến cuối cùng của chuyên đề và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào chuyên đề của ngày hôm sau. Chào tạm biệt tất cả các bạn và chúc các bạn ôn thi thật tốt và viết thăng hoa. Để có được thành công như hôm nay, tôi đã có những ước mơ và tôi đã hiện thực hóa ước mơ của mình bắt đầu từ trường đại học quốc tế Sài Gòn SIU. Đào tạo đa dạng đa lĩnh vực SIU mở ra cho chúng tôi nhiều cơ hội lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai tất cả sinh viên đều có cơ hội để thể hiện và phát triển năng lực những ý tưởng luôn được khuyến khích và phát huy tối đa chúng tôi đã được truyền cảm hứng tiếp thêm sự tự tin chúng tôi được học cách học cách nghĩ và cách sống một môi trường lý tưởng để sáng tạo để trải nghiệm để thử thách bản thân đã giúp chúng tôi trưởng thành và thành công như hôm nay hiện đại năng động và hòa nhập quốc tế nhưng vẫn giữ được bản sắc dân tộc đó là triết lý giáo dục mà đại học quốc tế sài gòn siu luôn hướng đến đã đến lúc vươn xa hơn những gì đã học